Xin chào mọi người, hôm nay tôi ghé vào thăm một vườn trồng củ đậu, hay người ta gọi là củ sắn. Tôi sẽ chia sẻ cho mọi người xem. Thì hiện tại cái vườn này á, là khoảng 9 hecta. Mọi người nhìn, họ đang trồng củ đậu, củ sắn. Dưới xa kia thì họ đang xịt thuốc từ sâu. Bên kia thì cống người ta họ đang dằm tỉa làm cỏ bón phân. Đây, mọi người nhìn toàn cảnh về cánh đồng trồng củ đậu. Thì bên này á thì người ta đang gieo hạt, họ ủ rơm, họ làm luống, họ gieo hạt, họ ủ rơm. Một luống này thì khoảng chiều rộng thì khoảng 1.2 m. Một luống giữa các luống thì cách nhau khoảng 20 đến 30 cm. Đây đã ghi hiện tại cái luống này thì người ta họ đang gieo hạt. 1 hecta thì người ta họ gieo khoảng 80 kg hạt đậu, là củ đậu, củ sắn. 1 kg thì dao động từ giá giống á, dao động từ 200 cho đến 400 nghìn một kg giống. Mà trong 1 hecta thì gieo khoảng là 70 cho đến 80 kg giống. Thì tổng cái vườn này á, thì có khoảng 9 hecta. Thì đây thì là họ đang xuống giống. Mọi người nhìn, họ đang xuống giống, họ gieo hạt, họ ủ. Thì sau khoảng cỡ 10 ngày á, thì sẽ cái hạt giống sẽ mọc mầm. Thì ở dưới này á, thì cái hạt họ gieo hạt đầu thì đã lên cây con rồi. Thì hiện tại cây con như vậy á, khoảng là 1 tháng. Mọi người nhìn, 1 tháng. Cái thời gian mà từ khi trồng cho đến khi thu hoạch là khoảng 5.5 đến 6 tháng. Thì sau từ khi gieo hạt thì khoảng 10 đến 15 ngày thì hạt sẽ mọc mầm. Và sau từ khi gieo hạt cho đến khi mà cái đầu mà cho củ thì khoảng 60 ngày, tức là khoảng 2 tháng là sẽ cho củ. Và cái thời gian nuôi củ thì khoảng 4 tháng để là cho thu hoạch. Đây mọi người nhìn, dưới kia họ phun thuốc từ sâu. Thì đối với cái đầu củ đậu, củ sắn này thì chủ yếu là cái đối tượng nhóm sâu ăn lá thôi là chủ yếu. Và người ta xịt những cái loại thuốc mà có cái đặc tính mà sông hơi cao để xua đuổi một số cái loài sâu hại thôi. Còn bệnh hại trên cái đối tượng này thì rất là ít. Chào. Phía xa kia thì người ta họ đang làm cống, làm tỉa, làm cỏ cái củ đậu, củ sắn. Này, mọi người nhìn, phía bên xa thì người ta họ đang rải rơm để ủ cái hạt giống khi họ gieo xuống.
Bên đây là người ta họ bổ trí cái đường ống để tưới nước cho cái cây củ đậu, củ sắn. Mọi người nhìn cái hạt giống củ đậu, củ sắn lên rất là đều, rất là đẹp. Này, ta kia là người ta họ làm công, họ làm cỏ. Thì theo thông tin chủ vườn thì một cống mà chưa có ăn thì khoảng 170.000 cho đến 200.000 một cống. Đó, có nguyên toàn cảnh người ta họ làm cống, làm cỏ. Để xa kia thì họ chỉ có thứ sâu. Bên này thì họ đang rải rơm để ủ hạt giống lại, tránh cái hiện tượng đất khô, hạt giống sẽ cái tỷ lệ hạt giống nảy mầm thấp. Chào chị làm gì đâu? Cắt cái gì ạ? Cắt cái đọt đó hả? À, cắt đọt sắn. À, chứ không phải làm cỏ à? Dạ không. Cắt đọt sắn cho nó có củ. À, tức cắt đọt là để hạn chế cho cái phát triển dinh dưỡng mà để nó ra củ gì? Dạ. Cái này trồng được mấy ngày rồi? À, cái này chắc phải 1 tháng rồi, tháng mấy ngày à. Dạ. Chị ở đâu? Em ở Phú Điền. À, Phú Điền có đã hết à? Dạ, đi quay chia sẻ cho người ta coi mà. Dạ. Dạ. Em Phú Điền em biết nhiều lắm. Dạ. Người đây quay là anh người đây hay đâu? Dạ, người ở đây chứ đâu. À, người đây hả? Ở Giờ Cấn đây. Dạ. Là một đợt trồng á? Đợt trồng vậy hả? Dạ. Phải, nếu mà nhiều á là phải 7-8 lần. 7-8 lần cắt vậy? Dạ. À. Càng mưa thì đọt ra càng nhiều. Rồi bón phấn mà bị phân đạm nhiều thì đọt ra nhiều. Phân ra bông ra đọt nhiều nên mình phải cắt. Thì cắt khoảng mấy ngày là hết cắt? Tuần lễ 10 ngày là phải quay lại cắt. Nhưng mà cắt đến khi nào, khi ra đợt, khi có củ thì không cắt nữa. Dạ. Tức là khoảng 2 tháng. Phải 4 tháng, 5 tháng mới thu hoạch. Nhưng mà ý nói là khoảng mấy tháng nó không cắt đọt nữa. 4-5 tháng. À dạ. 4-5 tháng là mình thu hoạch, là mình ngưng, mình không cắt đọt nữa. À, chứ còn cắt đọt liên tục vậy. Dạ. Dạ. Cắt thì nó lùn cây lại, nó ra cái thân nhiều, thân bò thân nhiều. Vâng, vâng. Dạ. Dạ. Nó phát triển lên cao lắm anh ơi. Dạ. Cắt như vậy nó mới phát triển cây, nó ra nó mới đẹp được. Dạ. Cắt là nó ốm nhất à? Chị có biết về một cái cây nó 1 hectare là năng suất bao nhiêu không? 1 hectare hả? À, 1 xào nó cỡ 5-6 tấn kìa. Dạ, 1 hectare 5-6 tấn. Nếu mà trúng, còn không trúng thì cũng 2-3 tấn. Dạ, dạ, dạ. Giá thì khoảng nhiêu? 1 ký. Giá 1 ký là 3,5 ngàn. À dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ dạ. Em chào người chị. Dạ. Dạ. Dạ.
đất này thì đất của nông trường, rồi người ta họ trồng mía, sau đó họ cho sau khoảng 2-3 năm thì họ cải tạo đất mía thì họ cho người ta trồng các cây loài cây cụ đầu. Thì 1 hecta này thì họ cho thuế khoảng 10 cho đến 15 triệu đồng cho 1 năm. Thì giá thì rất là rẻ. Đây, mọi người xem này, đây là cái vườn cụ đầu mà người ta họ đã trồng được thời gian là khoảng 60 ngày, tức là 2 tháng. Đất này thì người ta họ trồng điều, rồi họ cho thuê nên giá mới rẻ khoảng 10 đến 15 triệu đồng. Còn nếu đất mà không trồng điều, không trồng cái gì hết á, thì 1 hecta thì khoảng 20 cho đến 25 triệu đồng cho 1 năm họ cho thuê. Đây mọi người nhìn cây đầu này, họ khoảng 60 ngày, tức là giai đoạn này là ra hoa, thì dưới là cỏ cụ. Mọi người từ khi trồng cho đến khi cho cụ ra hoa, cho cụ thì khoảng 60 ngày. Thì hiện tại cái vườn này là được 60 ngày. Về cái quy trình trồng cũng như quy trình phân bón á, thì họ lúc đầu thì họ bón lót phân vi sinh và phân DAP. Là khi trồng phía bên kia người ta họ đang rải rơm và che hạt giống lại ấy, thì họ đã bón phân lót DAP và phân hữu cơ vi sinh rồi. Còn khi mà cây đầu mọc mầm thì họ chủ yếu bón phân 20 15, và cái giai đoạn gần cho thu hoạch, tức là giai đoạn khoảng trước khi thu hoạch khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì ngoài phân 20 15 thì người ta họ bón thêm phân kali để cho cái bột nhiều và cái củ nó ngọt. Mọi người nhìn toàn cảnh cái vườn trong cái củ sắn, củ đầu, tổng diện tích thì khoảng 9 đến 10 hecta. Cái đường này thì đường liên tỉnh, đường qua tỉnh Bình Thuận về La Ghi, có cái cầu bắc qua sông La Ngà, phía bên xa kia là rừng, người ta gọi là rừng Thanh Tùng của huyện Đình Quán. Ở phía bên kia, tức là bên cái mép đường giao đường nhựa này á, là rừng. Bên này thì đất của nông trường mía La Ngà. Vườn này thì vườn điều, trong này thì vườn điều thì họ trồng khoảng hơn 1 năm rồi. Điều này hơn 1 năm rồi. Thì đất này đất cát pha nên cái trồng điều rất là tốt. Mọi người nhìn cái điều thì được phát triển rất là tốt. Cái củ đầu này á thì năng suất thì khoảng 50 đến 60 tấn là năng suất trung bình. Là 50 đến 60 tấn, giá bán trung bình từ là khoảng 3.500 cho đến 4.000 đồng một ký. Thì cái lợi nhuận trên một cái hecta thì rất là lớn. Thì qua thông tin này cũng mong mọi người chia sẻ để nông dân chúng ta cùng làm giàu với cái cây sẵn, cái cụ đầu.
tôi xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.